chào quý vị nha. Bây giờ mình sẽ sang cái bài thứ hai là bóp cổ tay này, bóp cổ tay này. Đấy, cổ tay này. Cổ tay này cũng đau. Thì mình cũng bóp, mình dùng thuốc bóp. Đấy. Mình sẽ dùng thuốc bóp vào cổ tay. Cho thuốc vào đây. Đây, cho thuốc vào đây. Đó. Rồi bóp vào đâu? À, đây, cổ tay đây. Đấy. Mình chấm 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 này xong mình bóp. Bây giờ nếu như mà mình bóp trực tiếp, mình bóp mà qua cái này á nó không có phe, phải bóp trực tiếp vào da, chấm chấm lên đây. Đấy, chấm lên đây xong rồi bóp, bóp chừng 10 đến là 10 phút. Thì nó sẽ hết cái đau. Nếu cái cổ đau hết cổ đau hết đó, nếu cái cổ đau đó nhiều. Mà phải là bóp à, không ăn thua mà phải là bóp xoa 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 không ăn thua xoa không ăn thua không chịu chịu trực tiếp chịu trực tiếp chiếu 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 trực tiếp chiếu chiếu không chiếu.